Dạ Tòa mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video Tòa cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Dạ hôm nay mực giao lưu một số mai sữa ghể Sù Nu Singapore cây lứa nha quý cô chú anh chị. Và địa chỉ ở đây là ấp Thành Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì đây là gần cái đối diện với dốc cầu Trung Hưng 2 luôn quý cô chú anh chị. Dạ số điện thoại của mực là 0971203949. Đó cũng là số Zalo của mực luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn ủng hộ và đồng hành cùng mực ha. Nhà toàn thay mặt cho mực xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho mực những clip vừa qua ha. Dạ không làm mất thời gian quý cô chú anh chị và các bạn, sau đây mình sẽ tiến vào cái cây mã số 1 sáu rễ nha quý cô chú anh chị. Mình vô giới thiệu cho quý cô chú anh đi nha mực. Rồi đầu tiên là cây sáu rễ quý cô chú anh chị. À, đầu tiên thì mực cũng xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên mọi miền đất nước. Rồi chúc sức khỏe luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay em cũng có giao lưu chia sẻ một số mặt hàng sữa rễ của Singapore. Thì cái mẫu này cũng từ 6 tới 10 rễ quý ông bà cô chú anh chị ơi. Ở đây mặt hàng thứ nhất đây là cái cây mẫu này 6 đế à. Cái đầu tiên mình nói về cái đặc điểm của mai sù Singapore luôn đi mực. Dạ đặc điểm của mai sù Singapore này là mặt bông nó thì từ 5 tới 12 cánh. Bông nó thì được cái nó bông chùm mà hoa thơm ha. Rồi cái sù Singapore này thì cái cây mình trồng khoảng gần 1 năm là nó lên sù nha quý ông bà cô chú anh chị. Cũng như như mấy cây này đây thì hiện tượng nó cũng đã bể nách sù hết ha. Cây này thì nó có khoảng 6 tháng mấy thôi. Nhưng mà cái độ lên sù rất là cao nha quý ông bà cô chú anh chị. Là cộm sù nách rõ ràng hết ha. Cái mỗi cây này nó bằng đầu đũa ăn đều quen hết ha mực. Dạ mỗi cây bằng đầu đũa ăn chút. Chiều cao trung bình từ 5 tấc cho đến 6 tấc quý cô chú anh chị. Dạ chiều cao thì từ 5 cho đến 6 tấc thì em bao 5 tấc thôi. Và tiếp theo là và sau đây đó là cái mặt hàng thứ nhất ha, mặt hàng 6 cộng đế nha quý ông bà, có 6 cộng rễ nha quý ông bà của chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 có cộng rễ chèn nhỏ này mình không tính ha, tính 6 đế ha. 6 đế đồng ngang vai nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì cái này sau này thấy nó ra tầm khoảng thêm 7 8 cộng rễ nữa quý cô chú anh chị. Thì sau này nó có thể thêm cái này 7 8 cộng ha. À, 6 cộng rễ này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn nhiêu cây mực? Dạ cái mẫu 6 cộng rễ này thì em giao lưu với giá là 180.000 một cây. À 180.000 một cây ha. Dạ có rồi. Đơn hàng 4 cây thì em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo mình qua cây 6 cộng rễ luôn. 7. Dạ tiếp theo là 7 cộng rễ, toàn xin lỗi. Rễ nha quý ông bà cô chú anh chị. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 cây này cây này 8 cộng luôn quý ông bà cô chú anh chị, 8 cộng nhưng mà cái chân này nó ra hai nhánh mà nó có chân hiện này em kể 7 ha. Hai nhánh này có một chân mà ra hai nhánh kể 7 ha. Cây này chú thấy nó sắp bể nách xù nhóc chân rồi mà. Dạ cây này thì nó bể nách xù luôn rồi chú. Sằng xù nhóc chân quý cô chú anh chị. Cái này nè. Lên cộm xù luôn nè. Nè, lên xù gõ gàng luôn nè. Rồi cây 7 cộng rễ này, cây này nó tầm khoảng là 3 tấc rưỡi, 4 tấc quý cô chú anh chị. Dạ có cây này thì nó lọt xuống tầm khoảng 4 tấc à. Cây này mình giao lưu với quý cô chú anh chị các bạn nhiêu mực? Thì cái mẫu 7 cộng rễ này thì nói chung nó cũng em cũng bao từ 5 tấc. Nhưng mà nó cũng có 1 2 cây 4 tấc à, thì cũng giao lưu với giá là 250.000 mỗi cây ha. Thì cứ đơn hàng 4 cây thì em bao ship toàn quốc. Là mẫu 7 cộng rễ. 7 cộng rễ. Có 7 cộng rễ. Tiếp theo là cây 8 cộng. Tiếp theo là cái mẫu 8 cộng, 8 cộng rễ. Thì cái mẫu 8 cộng rễ này cây nó cũng bằng đầu đũa ăn ha. Chiều cao này nó cũng cỡ 7 tấc à. Thì em bao chỉ 5 tấc thôi quý mợ chú anh chị ơi. Thì cũng có cây hơn cây thấp ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái này alo em nghe. Dạ dạ. Rồi rồi để em đang làm clip cho mực nè, rồi để em ra đó. Dạ. Rồi mực ơi.
Dạ, tiếp theo đây là cái mẫu 8 cộng rễ nha quý ông bà cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì cái mẫu này em tính 8 cộng rễ thôi, tại có mấy cộng nhỏ thì không tính ha. Dạ. Dạ, cái cây này chiều cao trung bình của nó là khoảng 6 tấc quý cô chú anh chị. Rồi, cây rất là khỏe ha. Rồi cái cũng như là 8 cộng, cái này là 8 cộng không? Dạ, 8 cộng rễ chứ. 8 cộng này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn nhiêu cây mực? Dạ, 8 cộng rễ này em giao lưu giá là 300 ngàn mỗi cây. Dạ, cũng đơn hàng 4 cây em cũng bao ship. Dạ, cái này là 4 cây bao ship luôn quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ, tiếp theo là cái mặt hàng 9 cộng rễ quý mời cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái này hơn 9 cộng, cả 9 cộng quý mời cô chú anh chị. Thì cái mặt hàng 9 cộng rễ này em giao lưu giá là 400 ngàn mỗi cây. Dạ, thì cũng 4 cây thì em cũng bao ship ha. 4 cây bao ship toàn quốc luôn quý cô chú anh chị. 4 cây thì em bao ship toàn quốc. Cái lô này cũng là lô mới luôn quý cô chú anh chị. Toàn cũng xin chân thành thay mặt mực cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho mực những clip vừa qua ha. Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Mình tới cây 9 cộng rồi mực. Hình như là tới 10 phải không? 9 này tới 10, 10 chứ. Hồi nãy mình như mình có đem ra không ta? Có lựa ra không? 10. Cái này 7. Dạ, tiếp theo là cây 10 cộng rễ quý cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mặt hàng 10 cộng rễ quý ông bà cô chú anh chị ơi. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái này 10, cái này có thể trên 10 cộng rễ nha quý ông bà cô chú anh chị. Cái này chiều cao khoảng 5 tấc quý cô chú anh chị. Rồi, cái 10 cộng rễ này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là nhiêu mực? Dạ, 10 cộng rễ này thì em giao lưu với giá là 500 ngàn mỗi cây. À. Dạ, đơn hàng 4 cây thì em cũng bao ship toàn quốc. Cũng còn lô 11, 12 cộng rễ, 13 cộng rễ thì cái lô đó đã giao cho khách mấy ngày qua đã hết hàng luôn quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. Thì mực cũng vài ngày tới cũng đem mặt hàng từ 11 đến 12 cộng rễ đem về để phục vụ cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Còn hiện tại bây giờ chỉ còn là 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12 đã hết hàng luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này là 10 cộng rễ là hết hàng luôn. Thì cái lô này mực đem ra chỉ là làm mẫu thôi để cho quý cô chú anh chị và các bạn lựa chọn ha. Và địa chỉ của mực ở đây là ấp Thịnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, gần tại dốc cầu Trung Hưng 2 luôn quý cô chú anh chị. Số điện thoại của Zalo của mực là 0971203949. Đó cũng là số Zalo của mực ha. Có quý cô chú anh chị các bạn nào có yêu thích may sữa rễ Su Nu Singapore thì kết bạn Zalo với mực, rồi xem xong video của Toàn á, chụp màn hình gửi qua cho mực nha quý cô chú anh chị. Và Toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Sau đây Toàn cũng dẫn quý cô chú anh chị các bạn đi xem một vòng cái vườn mai Su Nu Singapore của mực nha quý cô chú anh chị. Đây, cái lô này chừng nào mình xuất mực? Dạ, cái lô này thì làm hiện giờ nó đang ra rễ được, nó đang ra rễ ha. Là nó đang ra rễ rồi chú, cái mẫu này mẫu cái mẫu này là rễ chùm đặc hỏm mình cho quý khán giả ta xem đó không? Dạ đúng rồi, sáng này em mua cũng có cắt ra nhiều lắm. Đâu mình cho quý cô chú anh chị và các bạn xem thử cây. Cái này sáng giờ cắt ra cũng nhiều lắm. Ê, cái lô này mình tính chừng nào mình xuất hả mực? Dạ, cái lô này chắc khoảng tháng ngoài nó mới xuất chú. Tại vì rễ nó cũng còn hơi... Cái này mình đang nuôi lại ha? Dạ, nó cũng còn hơi mềm. Cái này là cũng như là tự tay mực làm ra luôn quý cô chú anh chị. Cái này là mẫu khắc rễ nè. Cái này là cũng như là cái cây mà mực lấy từ nhà vườn lớn về, là cây mà chưa cắt đuôi chuột á, là không có rễ, mực là tự tay mực làm luôn ha. Để tạo cái bộ đế nơm đẹp, cây đẹp để phục vụ cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Cái này mới cắt rễ bỏ sáng chú rồi nè. Mới cắt rễ là cái phần được rồi đấy ha. Dạ. Đâu mình vũ hết cát luôn mình. Nó không còn non quá. Quá trời rễ luôn.
Cái này rễ nhiều mình muốn chừa bao nhiêu cọng mình chừa nha quý cô chú anh chị. Ví dụ mà cũng có thì nói chung là cũng mỗi người có sở thích là 9 cộng, 10 cộng, 12 cộng. Thì theo toàn thì toàn chơi hồi cũng mới chơi đây thì toàn thích là 8 cộng, 9 cộng trở lại quý cô chú anh chị. Còn 10 đến 12 sau này nó càng lớn lên thì nó càng dày đặc nha quý cô chú anh chị. Nhìn cái cây mai của mình nó sẽ không có được đẹp cho lắm quý cô chú anh chị. Ví dụ mà càng lớn thì cái rễ nó càng bự, nếu như càng bự thì nó càng khích lại, nó liền giống như là cái nguyên một khối bê tông. Nhìn thì nói chung là mỗi người thì có sở thích chơi khác nhau. Cái đó mình tháo ra mình. Dạ, tháo bằng keo. Tháo ra ha. Cái bằng keo là quấn đừng cho nó ra rễ đấy. Dạ, mình không cho ra rễ phía trên chú. Ừ. Từ đó cho ăn xuống ha. Dạ. Rồi, quá đã. Quá đã luôn anh chú chị. Rồi mình cái để xây xây cái này chú chụp bao em mực. Rồi xong mực đây. Thì đây cái mẫu này sắp tới mực cũng có ra. Thì tới lúc đó thì mực với toàn sẽ làm một clip để phục vụ cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Rồi sau đây toàn sẽ quay một vòng khu vườn của mực xong rồi toàn khép lại cái video. Ở phía sau thì nhà mực rất là rộng luôn quý cô chú anh chị. Còn bây giờ thì toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn toàn khép lại cái video. Và cứ bây giờ toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Và cứ quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của toàn á thì xem xong cho toàn một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn ha. Để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye. Đạt trên 90%. Đạt ha. Dạ.